Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương tập 7 cuốn 5. Xin lật quyển giảng nghĩa. Như nhiễm hương nhân, thân hữu hương khí, thử tắc danh viết hương quang trang nghiêm. Phía trước Đại Thế Chí Bồ Tát đem phương pháp tu học cùng với hiệu quả của sự tu học đều nói hết ra cho chúng ta. Hôm nay thì phải đem danh xưng của pháp môn này dạy cho chúng ta. Xin mời quý vị xem phần tiểu chú trang 11. Hai câu đầu là tỷ dụ, hai câu sau là đem danh xưng của pháp môn này nói ra. Hương quang trang nghiêm. Thân cận Phật thân, tâm khai Phật tâm, như nhiễm hương nhân. Thân thể con người chẳng có mùi thơm. Hiện nay so với trước kia tiện lợi quá nhiều. Hiện nay có nước hoa, đồ hương, mạc hương, so với thời xưa tiến bộ hơn rất nhiều. Thời xưa quần áo phải ướp hương, người thời nay chưa thấy qua. Lấy hương liệu ướp trên quần áo giống như là sấy khô vậy. Ướp lâu thì quần áo có mùi hương, giống như người nhuộm hương. Phật pháp nơi trong kinh luận thường nói đến năm loại pháp thân hương, gọi là ngũ phần pháp thân. Cái này trong kinh luận tiểu thừa thường thường thấy được. Năm loại nào vậy? Tức là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Năm loại này gọi là ngũ phần pháp thân hương. Thân cận Phật thân, làm cách nào để tiếp cận Phật thân? Quý vị phải biết, tuyệt đối chẳng phải ngày ngày cùng Phật ở chung một nơi. Đó gọi là cận Phật thân. Cũng không hẳn như vậy. Ngôn ngữ tạo tác của Phật đem nó ghi chép xuống thì gọi là giới luật. Nói một cách khác, giới luật tức là một lời nói, một hành động của Phật. Lời nói hành động của Phật có thể làm gương mẫu cho người thế gian chúng ta, có thể làm mẫu mực cho ngôn hành của thế gian. Thì đây gọi là giới luật. Phật có phải rất giữ giới luật không? Trong quan niệm của Phật thì chẳng có giới luật. Việc làm hành động của Ngài vốn là thế đó, mà ngôn hành của chúng ta phạm những lỗi lầm đó quá nhiều. Người ta từ trong tâm thanh tịnh lưu lộ ra ngôn hành, quyết định chẳng có lỗi lầm. Chúng ta lấy hành vi của Ngài làm gương mẫu để tu chính tất cả lỗi lầm trên hành vi của chính chúng ta. Đây gọi là trì giới, gọi là giữ giới, cũng tức là chiếu theo tiêu chuẩn này để học tập, là ý nghĩa này.
Đây gọi là thật sự thân cận Phật thân. Tâm khai Phật tâm. Tâm của Phật cùng tâm của chúng ta khác nhau. Điều này quý vị phải nên nhớ kỹ. Nếu như nói chân tâm, nói bổn tâm là như nhau. Tâm Phật cùng tâm chúng sanh là không hai không khác. Vậy hiện giờ tại sao lại khác nhau? Vì một bên là đang mê, một bên là đang ngộ. Phật là hoàn toàn giác ngộ. Một tơ hào mê hoặc đều chẳng có. Cái tướng giác ngộ là định. Còn tướng của mê là động. Tâm phàm phu chúng ta là động. Một niệm nổi dậy, rồi một niệm diệt mất. Niệm đang chìm nổi, đây gọi là tâm động. Cái tâm động là mê. Cho nên trong kinh Phật thường gọi là vô minh. Vô minh là cái tướng động. Còn minh là tướng thanh tịnh, là bất động. Nếu tâm đạt đến chỗ bất động thì gọi là định. Tức là chẳng có vọng niệm. Cái tâm đang lúc bất động thì tác dụng của nó là cái trí tuệ chân chính, trí tuệ chân thật. Phàm phu chúng ta tâm này là động. Tâm động có trí tuệ hay không? Cũng có. Đó gọi là tiểu trí tuệ, chẳng phải đại trí tuệ, cũng chẳng phải chân trí tuệ. Đây là trong kinh luận Phật thường nói, cái thông minh trí tuệ của phàm phu gọi là thế trí biện thông, tức là cái thông minh tài trí của thế gian, chẳng phải chân trí tuệ. Tại sao nói chẳng phải chân trí tuệ? Bởi vì đối với chân tướng của vũ trụ nhân sinh vẫn chẳng hiểu liễu giải được. Có nhiều sự việc họ nghĩ sai, họ nhìn sai. Vì sao? Vì họ dùng tư duy, dùng tưởng tượng, dùng suy lý, đều chưa thấy được sự thật chân chính. Nên sự sai lầm chắc chắn không thể nào tránh miễn được. Tâm định thì giống như một tấm kính. Nó chẳng có phân biệt, chẳng có dao động. Tấm kính này chiếu ở bên ngoài thì chiếu được rất rõ ràng, minh bạch. Cho nên tâm định thấy được đó là chân tướng sự thật thì làm sao có thể sai lầm được. Chẳng những chân tướng sự thật trước mắt họ thấy được, mà họ còn có thể thấy được quá khứ, cũng thấy được vị lai. Có lẽ chúng ta cảm thấy lạ lùng, làm sao có thể thấy được quá khứ vị lai? Quá khứ thì đã qua rồi, còn vị lai vẫn chưa đến. Họ làm sao có thể thấy được? Quý vị phải biết, phàm là có quá khứ, hiện tại, vị lai đều là hiện tượng trong tâm sanh diệt của chúng ta. Chúng ta niệm khởi dậy, một niệm diệt mất. Đã diệt mất rồi thì là quá khứ. Hiện tại nổi dậy đó là hiện tại, còn chưa khởi dậy phía dưới một niệm là vị lai. Vì anh có cái tâm sanh diệt. Hiện tượng của ba đời đã hiển lộ ra. Giả như tâm của anh chẳng có niệm, nói một cách khác, thì vốn chẳng có sự tồn tại của quá khứ, hiện tại và vị lai. Không tồn tại. Cho nên ba đời mười phương, ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Mười phương chúng ta gọi là Đông Nam Tây Bắc, tứ vi thượng hạ là một cái chỉnh thể. Bởi vì anh có phân biệt, có chấp trước, cho nên mới nảy sinh ra hiện tượng này. Hiện tượng này chẳng phải chân thật. Phật trong Duy Thức Luận nói rõ sự thật của hiện tượng này. Ngài nói hiện tượng này là bất tương ưng hành pháp. Không thể nói không có việc này. Sự thật là có. Vậy rốt cuộc chân tướng của sự việc này ra làm sao? Gọi là bất tương ưng hành pháp. Đây là danh tự của Phật học.
Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là thông thường người ta gọi là cái khái niệm của trừu tượng, bất tương ưng hành pháp, người hiện nay gọi là khái niệm của trừu tượng. Chẳng phải có một vật thực thể thật sự đang tồn tại, là cái khái niệm trừu tượng. Phật giải thích như vậy cho chúng ta. Hiện nay khoa học phát đạt đích thật đã chứng minh cho chúng ta, thời gian đích thật là bất định pháp. Ngay tại chúng ta nơi đây, hiện giờ là 8 giờ, tại Đài Bắc Đài Loan, giờ này là 12 giờ, 12 giờ trưa. Thời gian thật sự chẳng phải là một định pháp. Rời khỏi địa cầu đến thái không, thì thời gian không còn nữa. Phật vào 3.000 năm trước đem chân tướng sự thật này cho chúng ta biết, hoàn toàn là từ trong tâm sanh diệt để xây dựng một cái quan niệm. Nó chẳng phải sự thật. Cho nên nơi trong tâm giác ngộ, họ có thể liễu giải chân tướng sự thật. Đây tức là định cùng tuệ chân chính. Giới định tuệ là cương lĩnh của sự giáo học của Phật giáo, cũng là năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cái hạch tâm của 49 năm giảng kinh nói pháp. Đây tức là Phật tâm. Cho nên chúng ta có định có tuệ, tức là tâm khai Phật tâm. Ngôn ngữ, động tác của chúng ta đều có thể cùng với giới kinh tương ưng. Đó tức là thân cận Phật thân. Đây tức là như nhiễm hương nhân. Ý nghĩa là ở chỗ này. Vì dĩ Như Lai Pháp thần hương quang, trang nghiêm tự tâm, bổn giác Như Lai. Hai câu này rất quan trọng. Học Phật quyết định chẳng có mê tín. Chúng ta là lấy Phật làm điển hình của chúng ta, làm khuôn mẫu của chúng ta. Chúng ta phải học cho được cùng Ngài một mẫu một thứ, thì anh gọi là thành Phật. Điều này phải biết. Vậy cái dáng dấp của Phật ở chỗ nào? Chẳng phải tượng Phật mà chúng ta vẽ đó, cũng chẳng phải tượng Phật được đúc tạo. Dáng dấp của Phật là ở ngay trong kinh điển. Quý vị phải đi đọc cho kỹ lưỡng, đi lãnh ngộ kỹ lưỡng, nhiên hậu đem những đạo lý này biến thành tư tưởng, kiến giải hành vi của chính mình trong cuộc sống hàng ngày. Đây gọi là học Phật. Phật đã nói với chúng ta quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta có phải toàn bộ đều phải học hết không? Chẳng cần thiết. Huống chi Phật chỗ nói tất cả pháp là vì người, vì thời, vì địa phương khác nhau. Chỗ Ngài giảng đó là vô lượng vô biên. Những người biết học, nắm chặt cương lĩnh của nó, nắm vững trung tâm của nó, cũng tức là nói nguyên lý, nguyên tắc, nắm vững được rồi, thì tư tưởng kiến giải của chúng ta, tất cả ngôn hạnh tự nhiên cùng Phật tương ưng. Những vị cao tăng đại đức xưa nay của Trung Quốc chúng ta vô cùng biết được nguyên lý của giáo học. Những kinh điển dịch ra Trung Văn chẳng kể là ít. Chúng ta hiện nay trong Đại Tạng Kinh đều có thấy được. Tuy nhiên từ xưa đến nay, kinh điển mà người Trung Quốc học tập, thật tài mà nói là không nhiều.
thông thường mà tính, thường được chọn ra để tu học vẫn chưa đến 50 bộ. Đây tức là những kinh điển với số lượng ít nhất này đủ để đại biểu cho toàn khối Phật Pháp. Đây tức là chúng ta đã nắm lấy được cương lĩnh. Như chúng ta hiện nay đây, chúng ta chỉ nắm lấy một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Trong tất cả kinh, chỗ nói về lý luận, nguyên tắc trong kinh Vô Lượng Thọ, cả thảy đều có cả. Quả là một kinh thông thì tất cả kinh đều thông, bởi vì nguyên lý nguyên tắc của nó là không thay đổi, vô cùng khế hợp với hiện nay thời đại hiện nay. Thời đại này, cuộc sống của mỗi người đều hết sức bận rộn, không giống như xã hội nông nghiệp trước kia. Thời gian nhàn rỗi rất nhiều, thời gian bận rất ít, ngày nghỉ rất dài. Xưa kia nông dân, lúc chúng tôi còn nhỏ ở tại quê nhà ở Đại Lục ăn Tết. Ăn Tết bắt đầu từ ngày nào? Tức là vào âm lịch ngày lễ mùng 8 tháng Chạp bắt đầu. Lạp Bát là mùng 8 tháng Chạp. Ăn Tết đến ngày nào đây? Ăn cho đến mùng 2 tháng 2 nhị long ngưỡng đầu mới thì thôi. Quý vị xem, ngày nghỉ này dài biết mấy. Hiện nay ăn Tết nghỉ được 3 ngày thì quá mức rồi. Điều này người xưa có nghĩ cánh mấy cũng nghĩ không ra. Mừng lễ lớn một năm mà chỉ có 3 ngày, xưa kia phải ăn Tết 1 tháng rưỡi, 2 tháng. Gần như là khoảng 2 tháng. Cho nên ngày nghỉ dài, thời gian rảnh rỗi nhiều. Đại kinh, đại luận họ có thời gian để xem. Hiện nay chúng ta công việc bận rộn thế này, làm sao có được thời gian nhiều để nghiên cứu những loại đại kinh này. Cho nên thời đại hiện nay, phân lượng của kinh Vô Lượng Thọ là vừa vặn thích đáng. Không ngắn lắm, cũng không quá dài. Vả lại, nội dung đích thật bao quát chỗ có tất cả kinh luận. Đây là đặc điểm của kinh Vô Lượng Thọ. Đây là phải liễu giải làm cách nào lấy hương quang của Như Lai Pháp Thân để trang nghiêm cho chính mình. Đây là dạy cho chúng ta phải noi theo tâm nguyện giải thích của Phật Đà. Hoa Nghiêm văn: Bồ đề tâm hương năng trừ tham huệ si đẳng nhiệt não, lĩnh kỳ cụ túc trí tuệ thanh lương. Chúng ta từ một đoạn nhỏ để xem. Đây là xuất xứ từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đây là một bộ kinh lớn nhất trong Phật giáo. Trong kinh nói Bồ đề tâm hương. Bồ đề là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là giác ngộ. Nói một cách khác, cái tâm đã giác ngộ rồi thì tâm đó sẽ thơm, còn mê rồi thì tâm không còn mùi hương nữa. Mê mất rồi, giác ngộ thì có. Vậy mùi nào là không thơm, không tốt? Là tham, sân, huệ, tức là oán hận, ngu si. Phía dưới vẫn còn dưới đẳng. Đẳng loại nào? Kiêu mạn, cống cao ngã mạn. Đối với thánh giáo hoài nghi, tham, sân, si, mạn, nghi. Ngoài năm loại này, chỗ có tất cả tư tưởng, quan niệm sai lầm hợp chung lại, gọi là ác kiến, tức là kiến giải sai lầm. Bồ đề tâm hương
có thể đối trị những căn bệnh về tâm lý này. Đây thuộc về tâm bệnh trên tâm lý. Do đây có thể biết Bồ Đề Tâm mới là tâm lý khỏe mạnh nhất. Tâm khỏe mạnh thì thân khỏe mạnh. Thân tâm khỏe mạnh thì người này tự nhiên trường sanh bất lão. Trường sanh tức là không chết, không bệnh, không già. Đích thật có thể làm được. Cho nên tâm lý khỏe mạnh chúng ta nhất định phải lưu ý, phải hết lòng nỗ lực để học tập. Tâm phải giác, không thể mê. Lệnh kỳ cụ túc, trí tuệ thanh lương. Trí tuệ là thứ thứ đều thông đạt, hiểu rõ. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, hiểu rõ ràng minh bạch. Thanh lương là chẳng có phiền não. Trong tâm chẳng có phiền não, chẳng có lo lắng, chẳng có ưu tư, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Quý vị xem tự tại biết là chừng nào. Đây là phước báo chừng chánh, hưởng phước. Đây mới gọi là thật sự hưởng phước. Tâm địa thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm. Bồ đề tâm hương, nhất niệm công đức phổ huân pháp giới. Đây là nói Bồ đề tâm, sự rộng lớn của thể dụng. Chân tâm vốn nó là bao hàm cả hư không pháp giới. Nó vốn là như vậy. Mà hiện nay vì sao tâm lượng lại biến thành nhỏ hẹp thế đó? Tâm lượng biến thành nhỏ hẹp là vì chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Một niệm phân biệt tâm nổi dậy thì bên trong liền vẽ ra giới tuyến, thì là chướng ngại. Nếu trong tâm anh chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì trong tâm chẳng có chướng ngại. Chẳng có ngại thì tâm lượng này là tận hư không biến pháp giới. Trong kinh Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư lượng châu xa giới. Tâm của anh lớn cỡ nào? Bao hàm trọn cái hư không, còn lớn hơn hư không. Tâm lượng lớn cỡ nào? Mười phương vô lượng vô biên hằng xa thế giới đều ở trong tâm lượng của anh. Chẳng có rời khỏi ngoài tâm lượng, thì anh sẽ nghĩ đến tâm thể. Tâm lượng này quá là không thể nghĩ bàn. Chúng ta ngày nay tâm lượng biến thành nhỏ hẹp. Biến nhỏ hẹp vì là có ngã chấp, pháp chấp. Ngã chấp pháp chấp tức là phân biệt chấp trước. Một niệm tâm nổi dậy thì phân biệt chấp trước. Cái vòng phạm vi này rất nhỏ hẹp. Vốn nó là tâm lượng vô biên, hiện nay biến thành tí ti thế này. Quý vị nghĩ xem có hoan uổng hay không chứ? Bồ đề tâm tức là cái tâm giác ngộ, chẳng có phân biệt chấp trước. Cho nên họ nhất niệm công đức. Nhất niệm này nhỏ, thời gian cũng ngắn, nó có thể khắp cả hư không pháp giới. Phổ hưng pháp giới, Bồ đề tâm hương nhược nhất pháp thời, tức lệnh nhất thiết thiện căn, vĩnh suốt tam giới. Tam giới tức là chúng ta thường gọi là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là từ đâu mà có? Là từ mê mà có, từ chấp trước mà có. Khi anh mê có chấp trước thì anh có lục đạo luân hồi. Nếu đến một ngày nào đó tôi không còn mê nữa, tôi không chấp trước nữa, đến lúc đó thì là miết lục đạo nhi bất khả đắc, thì làm gì còn có luân hồi. Vĩnh Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca nói rất hay, nói rằng mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú tức là lục đạo luân hồi. Mộng là gì? Mộng là mê hoặc điên đảo mới nằm mộng.
giác hậu không không vô đại thiên. Khi tỉnh lại, không còn mê nữa. Không mê thì đại thiên thế giới cũng tìm không ra, cũng không còn nữa. Do đây có thể biết, có thể thấy rằng Phật Pháp chỗ nói đó thật sự nói đến cái then chốt, hạch tâm tức là mê và ngộ. Mê rồi gọi là phàm phu, ngộ rồi thì gọi là Phật Bồ Tát. Chỉ đổi một cái danh từ, trên thực tế đâu có khác biệt. Chỉ đổi một cái danh từ mà thôi. Tại sao có Phật Bồ Tát? Vì cái trình độ ngộ có cạn sâu khác nhau, cho nên có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán. Đây đều là những người giác ngộ. Tại sao có lục đạo? Lục đạo là mê có cạn sâu khác nhau. Mê được cạn là thiên đạo, mê được sâu nhất là địa ngục. Cho nên lục đạo là từ trình độ mê khác nhau mà hiện ra hiện tượng đó. Nếu như giác ngộ, thật sự giác ngộ rồi, thì vĩnh xuất tam giới. Tam giới tức là lục đạo luân hồi, tức là Vĩnh Gia Đại Sư nói đó, giác hậu không không vô đại thiên, đã vượt khỏi đại thiên thế giới. Đại thiên là nói về lục đạo. Thanh lương sớ sao, kết thành thập hương. Thập hương, chẳng cần từng thứ một giải thích. Tôi chỉ đem cái danh từ đọc một tí. Đệ nhất, phát bồ đề tâm hương. Đệ nhị, nhẫn hương. Đệ tam, tinh tấn hương. Đệ tứ, giới hương. Đệ ngũ, định hương. Đệ lục, tuệ hương. Đệ thất, giải thoát hương. Đệ bát, tri kiến hương. Khi nãy tôi giảng ngũ phần pháp thân, tức là từ đệ tứ đến đệ bát. Đây gọi là ngũ phần pháp thân hương. Đệ cửu, xưng pháp giới hương. Đệ thập, vong năng sở hương. Tôi xin kể với quý vị đồng tu một sự thật. Chữ hương ở đây là thật. Thật có, chắc chắn chẳng phải giả. Trước kia, tại Đại Lục, hiện nay, vì thời gian tôi đi qua đó quá ít, tiếp xúc cũng không nhiều, chẳng biết rõ lắm. Như Hư Vân Lão Hòa Thượng, như Ấn Quang Pháp Sư, Hư Vân Lão Hòa Thượng, chúng ta được biết là mỗi năm tắm một lần, mỗi năm hớt tóc một lần. Người xuất gia tóc đều hớt sạch hết, còn Ngài thì không hớt, mỗi năm chỉ hớt một lần. Cho nên tóc của Ngài rất dài. Quý vị từ trên hình chụp được đều thấy được, mỗi năm hớt tóc một lần, tắm một lần. Quần áo cũng không thường giặt, phía sau cổ áo rất dơ, đóng một lớp dầu. Tuy nhiên, trên thân Ngài có một luồng hương thơm. Mùi thơm ấy rất dễ chịu, ngửi rồi không cảm thấy khó chịu. Mùi hương đó là từ đâu đến? Quý vị cứ đọc đoạn văn này thì biết ngay. Chẳng những trên thân Ngài có mùi thơm, mà trên quần áo của Ngài cũng có mùi thơm. Đương nhiên, Ngài tuyệt đối chẳng có ướp hương. Đây là nói rõ, mùi hương là thật, chẳng phải giả. Nói một câu chung chung, mùi hương của Ngài đó là Bồ Đề Tâm Hương. Đây là sự thật. Khi ta hiểu rõ đạo lý này rồi, thân thể chúng ta
ba ngày mà không tắm thì mùi hôi rất khó ngửi. Vậy tâm hương của chúng ta chạy đâu mất rồi? Là bị phiền não, vọng tưởng, che lấp mất. Tuy có tâm hương mà không tỏ ra được, nó có chướng ngại. Phiền não vọng tưởng là chướng ngại. Mỗi người trên thân thể đều có mùi hôi, thông thường gọi là thể xú, mùi hôi của cơ thể. Từ mùi vị này cũng có thể thấy được tâm tánh, túc thế và đời này của một người. Người thế gian chúng ta, những người coi bói xem tướng, người thì có quế nhân. Quế nhân cùng người thường thật có khác biệt. Chẳng những tướng mạo đoan chính mà trên thân có mùi thanh hương. Người này có phước. Hoặc là quá khứ, hoặc là đời này tu phước tu tuệ. Họ có mùi thơm. Chẳng những trên thân họ có mùi thơm, quần áo có mùi thơm, thậm chí căn nhà họ đang ở cũng có mùi thơm. Họ không đốt nhang. Anh bước vào nơi họ cư trú, hoàn cảnh đều có mùi hương thoang thoảng. Như những việc này, chúng ta đều phải biết. Công phu của chính chúng ta rốt cuộc có tiến bộ hay không, công phu có đắc lực hay không, những chỗ này cũng có thể thăm dò ra phần nào. Phi Dư nói, nhược năng ư xú hương thời, khởi như thị thập chủng quán chiếu, tắc danh nhập hương quang thất giả. Pháp môn này của chúng ta gọi là nhập hương quan thất. Nếu quý vị thấy những tự viện đạo tràng, tức là nơi chốn tu hành, ngôi tự viện ấy, nếu gọi là hương quan thất, hoặc gọi là hương quan trang nghiêm, thì chúng ta biết nơi đó nhất định là nơi niệm Phật. Cho nên đạo tràng niệm Phật gọi là hương quang thất, gọi là hương quang trang nghiêm. Chỗ gọi là quán chiếu. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là đề khởi cảnh giác. Hương là đối với tỷ căn. Mũi chúng ta ngửi đến mùi hương thì có thể nghĩ đến hương quang trang nghiêm, thì có thể nghĩ đến 10 thứ nguyên tắc tu học này. Chúng ta phải phát Bồ Đề tâm, chúng ta phải tu nhẫn nhục, chúng ta phải tu giới định tuệ, cho tới quên năng, quên sở, năng sở quên cả hai, tâm anh mới thật sự thanh tịnh. Tâm tịnh thì độ tịnh. Đây là thật sự đang tu tịnh độ. Lại xem một câu kinh văn phía dưới. Ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Đại Thế Chí Bồ Tát tại chỗ này vì chúng ta hiện thân nói pháp. Phần trước chỗ giảng đó là dạy chúng ta làm sao tu học, tu học được những lợi ích gì.
chỉ là trên lý sự mà nói, vẫn chưa đủ thân thiết. Thân thiết nhất là anh đưa chứng cứ. Cách này thì nói được hết sức thân thiết. Đoạn văn này là Ngài đem chứng cứ đưa ra, lấy thân làm gương. Bản thân Ngài là chứng cứ. Ngã bổn nhân địa, dĩ niệm Phật tâm, nhập vô sanh nhẫn. Bổn nhân là nhân, vô sanh là quả. Câu kế triệt quả cai nhân. Pháp môn này chúng ta nơi trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ được liễu giải một cách sâu sắc. Cách tu học của pháp môn này cùng với bất cứ một pháp môn nào đều khác hẳn. Khác ở chỗ nào? Những pháp môn thông thường đều là tu nhân chứng quả. Nói một cách khác là nhân quả không đồng thời. Trước có nhân, sau có quả. Còn pháp môn niệm Phật này thì là nhân quả đồng thời. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Cho nên gọi là triệt quả cai nhân. Đây là chỗ khác biệt. Bởi vì câu Phật hiệu này không chỉ là đức hiệu trên quả địa của A-di-đà Phật, cũng là quả hiệu chỗ chứng được của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta ngày nay lấy nó làm nhân, lấy quả làm nhân. Cho nên tu nhân tức là chứng quả. Nhân quả đồng thời, nhân quả không hai. Điều này cùng với bất cứ một pháp môn tu học nào đều khác nhau. Là người niệm Phật nhất định phải nhận thức rõ ràng. Niệm Phật tâm chú trọng nơi cái tâm niệm Phật. Do đây có thể biết, chẳng phải chú trọng nơi miệng niệm, mà là chú trọng nơi tâm niệm. Miệng niệm có quan trọng không? Miệng niệm cũng không thể phế bỏ. Tâm và miệng phải tương ưng, tâm và miệng phải nhất như. Đây là chân chính niệm Phật. Nếu như trong miệng niệm Phật còn trong tâm thì cùng những đạo lý Phật nói hoàn toàn trái ngược, không tương ưng, cách niệm Phật này là vô dụng. Cũng tức là cổ đức chỗ nói đó, khét bể cổ họng cũng luống công, không có được hiệu quả. Nhất định phải miệng niệm, tâm hành tương ưng. Cho nên chú trọng nơi niệm Phật tâm. Chỗ này giảng đến cảnh giới cao hơn. Thuật kỳ phi dụng, phân biệt ý thức nhi niệm. Nải lục căn đô nhiếp, nhất tâm bất loạn niệm giả. Cách niệm Phật tâm này là Ngài, của Ngài là có tiêu chuẩn của trình độ khá lắm. Chẳng phải nói một cách qua loa. Chúng ta niệm Phật, thật tại mà nói, Kinh Lăng Nghiêm phần trước, nơi đề kinh đã giới thiệu sơ qua với quý vị. Trong kinh này, cảnh giới chỗ nói đến
là cảnh giới của Pháp Thần Đại Sĩ, chẳng phải cảnh giới của người thường. 25 vị Bồ Tát đều là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Nói một cách khác, đều đã phá xong một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên họ niệm Phật cùng chúng ta niệm Phật có khác. Tại vì sao? Vì họ chẳng còn vọng tâm, chân tâm đã hiển lộ. Còn chúng ta ngày nay là hoàn toàn dùng vọng tâm. Tuy có chân tâm, nhưng một tơ hào đều chẳng thấu lộ ra. Cho nên ngài niệm Phật ở đây, tiêu chuẩn của ngài là nhất tâm bất loạn mà niệm. Điều này chúng ta rất ngưỡng mộ mơ ước, nhưng hiện nay không làm nổi. Tuy không thể làm được, nhưng phải nghĩ ra phương pháp để làm cho được. Nếu anh không nghĩ phương pháp để làm, thì mãi mãi không đạt đến cảnh giới này. Thì chúng ta một đời này lại luống qua nữa rồi. Thật quá đáng tiếc. Phương pháp rất nhiều. Trong kinh điển có Tổ sư Đại Đức xưa này cũng nói rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đem nó quy nạp trở lại, một câu quan trọng nhất gọi là lão thật niệm. Điều này rất quan trọng. Trước kia, Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, trên tường có một tấm bia đá, có viết mấy câu kệ. Mấy câu kệ này cũng là dạy người phương pháp niệm Phật. Chẳng biết là người nào viết. Ấn Quang Pháp Sư vô cùng tán thán. Phương pháp ấy của họ, nếu chúng ta áp dụng cũng rất tốt. Họ không cần ký số. Họ là quán tưởng màu sắc, mùi hương và ánh sáng của hoa sen. Căn cứ kinh A-di-đà chỗ nói, Tây phương cực lạc thế giới, thất bảo trì trung, tứ sắc liên hoa, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Họ dạy người niệm Phật, câu thứ nhất niệm Nam-mô-a-di-đà Phật thì nghĩ về hoa sen màu xanh, mùi hương hoa xanh, màu sắc như vậy. Tiếng thứ hai niệm A-di-đà Phật thì nghĩ về hoa sen màu vàng. Tiếng thứ ba thì để nghĩ đến hoa màu xích sắc, tức là màu đỏ. Tiếng thứ tư là nghĩ về hoa màu trắng. Tiếng thứ năm là nghĩ đến tiếng thứ tư, thứ nhất ở phía trước, tức là bốn loại màu sắc luân phiên nhau để quán tưởng, dùng phương pháp này để đô nhiếp lục căn. Nói một cách khác, chúng ta một mặt niệm Phật, một mặt vẫn đang nổi vọng tưởng rắc rối là tại chỗ này. Làm thế nào khiến cho niệm Phật không nổi dậy vọng tưởng? Niệm Phật không nổi dậy vọng tưởng là nhiếp cả sáu căn. Niệm Phật còn nổi dậy vọng tưởng là anh niệm Phật công phu chưa đủ, anh không nhiếp nổi sáu căn. Cho nên phương pháp của họ hay, cũng chẳng còn ký số. Không cần thiết phải ký số, tức là anh một mặt niệm, một mặt trong tâm quán tưởng hoa sen. Ấn Quang Pháp Sư nói, pháp môn này cùng kinh điển chỗ nói tương ưng. Chúng ta nơi đây nói, phía trước đã nói qua, nhớ Phật niệm Phật. Niệm Phật là miệng niệm danh hiệu của Phật, nghĩ đến sắc hương quang của bốn màu hoa sen. Đây là nhớ. Chỉ đơn độc nghĩ tưởng đến hoa sen rất tốt.
Đây là một phương pháp hay. Nhập tức là ngộ nhập, cũng tức là chúng ta tục xưng là thành đạo chứng quả. Chữ nhập là nghĩa này. Hữu giải ngộ, chứng ngộ chi phân. Giải ngộ tức là lý đã rõ rồi, chẳng còn hoài nghi, nhưng chưa làm được. Nói một cách khác, giải ngộ vẫn chẳng có hiệu quả. Giải ngộ quả thật giúp cho anh đoạn được sanh tín, tuy đã đoạn nghi sanh tín, nhưng phiền não tập khí của anh chưa đoạn. Nói một cách khác, những thứ này vẫn là chướng ngại. Chướng lại ngại sự thanh tịnh, trí tuệ của anh. Tâm anh lúc này không thanh tịnh, trí tuệ cũng chẳng lộ ra. Đây là sự chướng ngại đối với hiện tiền. Đây là cái chướng ngại trong đời này. Lại nhìn xa một tí, chướng ngại anh vãng sanh thành Phật. Do đây có thể biết, chỉ giải ngộ không vẫn chưa đủ, nhất định phải chứng ngộ. Phải chân chân thật thật khế nhập cảnh giới của Phật. Bổn kinh tam tiệm thứ chi thập đến vị giải nhập giả. Kinh Lăng Nghiêm, người xưa là khai trí tuệ là Kinh Lăng Nghiêm. Lời này nói được chẳng phải chẳng có đạo lý. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh, nói về lý luận phương pháp cùng thứ đệ của sự tu hành. Có thể nói so với bất cứ bộ kinh nào đều giảng được tường tận hơn. Kinh Hoa Nghiêm chỉ giảng được 52 cái vị thứ. Còn trong Kinh Lăng Nghiêm tổng cộng giảng được 60 cái vị thứ. Đây tức là giảng so với Hoa Nghiêm còn tỉ mỉ hơn. Vị thứ này làm sao có thể nhiều thêm ra? Nó ở phía trước thập chính vị, có một cái gọi là tam tiệm thứ. Cái này trong các kinh khác chẳng có. Tam tiệm thứ, thật tại mà nói, là cơ sở của sự tu hành. Giống như chúng ta đi học đại học, tam tiệm thứ là lớp dự bị, vẫn chưa lên cấp 1, đang ở trước cấp 1 tiến tu. Vào lớp dự bị này, ở các kinh khác chẳng có nói đến giai đoạn này. Giai đoạn này có quan trọng hay không? Rất là quan trọng. Tam tiệm thứ, cái thứ nhất là tu tập. Chữ tu của tu hành, chữ tập của luyện tập, chữ tập của thực tập, tu tập. Đây là cái thứ nhất. Mục đích của nó là đem những trợ duyên của phiền não tập khí này, trước tiên đem nó trừ đi.
trước tiên đem những ác duyên này đoạn hết. Tỷ như, xin cử ra một tỷ dụ. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến một người tu hành chân chính nhất định phải đoạn ngũ tăng. Ngũ tăng tức là năm món thực vật mặn. Năm món thực vật mặn gồm có những gì? Rất nhiều đồng tu đều biết: hành, tỏi, củ kiệu gọi là tỏi nhỏ, ở Đài Loan có tính chất gần như tỏi, hẹ. Bốn loại này ở Trung Quốc chúng ta có. Còn có một thứ nữa là hưng cừ, Trung Quốc chúng ta không có. Hưng cừ là tiếng Ấn Độ dịch qua. Trên thực tế là một loại hành tây hiện nay tại Mỹ. Vậy tại sao nói năm loại này cũng là rau cải? Rau cải tại sao không ăn được? Vì loại rau cải này gọi là đồ mặn. Quý vị biết chữ huân này chẳng phải thịt. Thịt gọi là tinh. Huân tinh. Thức ăn mặn là năm thứ này. Điều này chúng ta nên hiểu rõ ràng. Ăn thịt gọi là ăn huân. Đó là sai lầm lớn. Ngoại hàng. Chữ huân trên đầu là chữ thảo, dưới chữ thảo là một chữ quân của quân đội, đó là huân. Nó là thực vật, không phải động vật. Động vật gọi là tinh, tức là tanh, gọi là huân tinh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta rất rõ ràng, nó là một trợ duyên hết sức xấu, chúng ta phải lánh xa nó. Phật nói, nếu ăn sống, nó có thể kích thích sinh lý của chúng ta. Ăn sống rất dễ động can hỏa, dễ nổi giận. Nói một cách khác, nó có thể giúp anh dẫn khởi tâm sân giận. Nó có tác dụng này. Còn ăn chín, nó sẽ tăng trưởng chất hormone, dễ dẫn khởi tánh xung động. Nguyên nhân tại đây, điều này quý đồng tu cả thảy đều phải biết. Cho nên, năm thứ rau cải mặn này phải bỏ. Đây là trợ duyên. Trừ hết trợ duyên của ác nghiệp. Mục đích tại chỗ này, tánh chất của nó không tốt. Nhưng có rất nhiều đồng tu tìm tôi để hỏi điều này gặp qua. Họ nói, chúng tôi trước khi ăn thịt, bây giờ bảo đừng ăn thịt, phải ăn chay. Những thứ này coi như là gia vị, nêm một tí cho có mùi vị đều không được. Thì món ăn chay chả có mùi vị gì cả, nuốt không vô. Quý vị phải biết, giới luật của nhà Phật, từng điều giới luật đều có khai duyên, gọi là khai giới, chẳng phải phạm giới. Chúng ta nên biết, loại hành tỏi phải ăn đến phần lượng nhất định nào đó mới khởi tác dụng. Trong một mâm thức ăn, cắt một tí ti cho vào để nêm, tuyệt đối không khởi tác dụng. Điều này thì được. Còn chùa chiền thì là nơi xuất gia, nếu dùng cách này sẽ dẫn khởi lời đồn nhảm của kẻ khác, cho nên dứt khoát không ăn, không cần. Còn tại gia thì chẳng sao cả. Cho nên tôi xin nói rõ với quý vị, không thể dùng quá lượng. Thật tại mà nói, loại tỏi có nhiều người thường không ăn được, ăn sống hoặc ăn không nổi, cay muốn chết. Như người Sơn Đông, ăn thì ăn khởi tác dụng, họ ăn tỏi như là ăn đậu phộng vậy. Một lần họ ăn đến một tô thế này,
đó là khởi tác dụng. Cho nên giáo giới của Phật là cấm thứ này. Chẳng phải bảo anh trong một mâm thức ăn lấy một hai tép tỏi để nêm cho có mùi vị. Cách này không khởi tác dụng. Chính giống như rượu là đại giới. Rượu bản thân của nó vốn vô tội. Còn sát đạo dâm vọng là có tội. Đây là tánh tội. Còn rượu là già tội. Cái gì gọi là già tội? Là dự phòng. Khi rượu uống say rồi thì loạn tánh. Ở Mỹ chạy xe ban đêm, nghe nói đêm mai chạy xe phải cẩn thận. Vì sao? Có rất nhiều tai nạn xe vì uống rượu say. Hại mình còn phải hại người. Cho nên nói, rượu nếu không uống say thì rượu chẳng có lỗi, không thể sanh ra lỗi lành. Anh cần phải nói lý, anh cần phải rõ lý. Phật là rất nói lý, Phật chẳng phải chẳng nói đạo lý. Còn quý vị tại gia nếu ăn, trong thức ăn cho vào một tí rượu gia vị này có làm người say không? Không đâu. Cho nên rượu gia vị dùng được. Rượu gia vị chẳng những là rượu trắng, thông thường làm bằng rượu trắng. Rượu ngon cũng có thể làm rượu gia vị. Những rượu Tây, nhưng rượu Tây không được lắm. Như tại Trung Quốc chúng ta, nổi tiếng nhất là Mao Đài, những loại rượu này đều có thể làm rượu gia vị. Lấy mùi thơm của nó không khởi tác dụng. Những thường thức thông thường này, chúng ta đều phải biết. Nhiên hậu chúng ta mới thật sự biết được học Phật cách nào. Như năm loại thực vật mặn quyết định không thể ăn quá lượng, lấy nó làm đồ gia vị quyết định chẳng có phạm giới. Đây là tam tiệm thứ điều thứ nhất, tức là anh phải biết phòng ngự. Chúng ta chính mình có ác tập khí, có bệnh, phàm là có thể giúp cho cái duyên này tăng trưởng, chúng ta cả thể phải đem nó đoạn dứt. Đây là cử ra một ví dụ để nói. Điều thứ hai là chân tu. Tu hành nhất định phải chăm chỉ, phải bằng tâm chân thật để tu. Chân thật tâm để tu thì nhất định phải trì giới. Trong Kinh Lăng Nghiêm cử ra cho chúng ta là tứ trọng giới. Có thể thấy nó đích thật là nắm lấy tổng cương lĩnh của việc tu học. Tứ trọng giới là sát sanh, thâu đạo, tà dâm, vọng ngữ. Trong vọng ngữ chẳng phải tiểu vọng ngữ mà là đại vọng ngữ. Cái gì gọi là đại vọng ngữ? Anh chưa chứng quả, tự tạo lời dối trá rằng tôi đã thành Phật rồi, tôi là Bồ Tát gì đó, tái lai. Đây là đại vọng ngữ. Điều này tuyệt đối không cho phép. Hiện nay chúng ta thường hay nghe nói đây là Phật gì đó tái lai, kia là Bồ Tát gì đó tái lai. Thời xưa thì có. Thời xưa người ta vừa nói ra thì lập tức ra đi ngay. Thời xưa thật có, như Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư, Ngài chẳng tự nói cho người ta biết, là do kẻ khác nói ra. Ngài là A-di-đà Phật tái lai. Khi thân phận vừa lộ thì Ngài liền viên tịch. Đây là thật. Di Lặc Bồ Tát, tức là Bố Đại Hòa Thượng, xuất hiện tại Trung Quốc chúng ta thời Nam Tống, xuất hiện tại Phụng Hóa tỉnh Chiết Giang. Ngài là tự nói ra chính mình là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Nói xong thì Ngài liền vãng sanh thì đi mất. Đây là chính xác. Nói xong thì phải đi, nói rồi mà vẫn không đi thì đây là có vấn đề. Nói rồi không đi thì là có vấn đề rồi. Đây gọi là đại vọng ngữ. Điều này chúng ta phải biết. Trong trọng giới, vọng ngữ là chỉ cho đại vọng ngữ. Chúng ta người niệm Phật chưa được nhất tâm mà nói tôi đã được nhất tâm bất loạn, đây cũng là đại vọng ngữ.
Tự mình chưa chứng mà nói mình đã chứng đắc, đây là đại vọng ngữ. Thứ ba là tăng tiến. Anh có thể đoạn cái duyên ác, có thể thật sự phát tâm tu, không ngừng để cầu tiến bộ. Đây là bằng sức mạnh của định tuệ, đem cái phiền não, vọng tưởng, tập khí của chính mình rời cho thật xa ra. Đây là công phu dự bị cho sự tu hành, nhiên hậu mới nhập vào thập tín vị, mới có thể khế nhập đến thập tín vị. Mặc dù đã chứng được thập tín viên mãn, vẫn còn là thuộc về giải vị. Tại sao còn thuộc về giải vị? Vì anh chưa thấy tánh. Chưa thấy tánh, dùng cái nói hiện nay mà nói, chân tướng của vũ trụ nhân sinh, anh chưa chính mắt thấy được. Sơ trụ trở lên là phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Thấy một phần chân tánh, nói cách nào đây? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh, họ đã thấy được. Chân tướng mà họ thấy được đó, cùng với chân tướng chư Phật Bồ Tát thấy được đó là như nhau. Đây gọi là chứng ngộ. Đến lúc đó, đối với những gì trong kinh Phật chỗ nói đó, tin một cách hoàn toàn khẳng định. Tại vì sao? Là vì họ thấy được rồi. Phật chỗ nói đó, cả thảy đều thấy được. Chẳng phải tôi chỉ nghe nói. Tôi quả thật là đã thấy được. Sơ trụ trở lên là thật chứng trụ hành hướng địa đẳng diệu. Đây tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác, diệu giác. Họ những nhóm người này gọi là chứng nhập hữu thiện thầm địa vị bất đẳng, cộng có 42 cái vị thứ. 42 vị thứ này trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 42 vị pháp thần đại sĩ. Tại sao có đến 42 vị thứ? Vì cảnh giới chứng ngộ của họ cạn sâu khác nhau. Đến diệu giác thì đó là cứu cánh viên mãn chứng đắc. Chúng ta thường hay gọi là thành Phật. Thành Phật tức là chứng đắc một cách cứu cánh viên mãn. Đẳng giác trở xuống, tuy là chứng đắc, cũng là chứng đắc, tuy nhiên không viên mãn, không cứu cánh. Tiểu thánh ngộ sanh không, phá nhân ngã chấp, diệt thị chứng nhập sanh nhẫn giả. Chỗ này nói nhập vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn gồm cả đại thừa và tiểu thừa. Phạm vi này giảng được rất rộng. Không giống như có số kinh điển trong đó giảng được rất hẹp. Nơi đây nói rất rộng. Chẳng những sơ trụ trở lên là nhập vô sanh nhẫn, cho dù tiểu thừa tứ quả a la hán bích chi Phật cũng kể như là họ đã nhập vô sanh nhẫn, họ ngộ nhập sanh không. Nói một cách khác, pháp không họ chưa ngộ nhập được, sanh không thì họ chứng được, còn pháp không họ có thể lý giải, chưa nhập được. Cho nên đối với pháp không họ là giải ngộ, đối với sanh không họ là chứng ngộ. Cho nên họ có thể phá nhân ngã chấp, phá được ngã chấp, nhưng họ không thể phá pháp chấp. Tuy nhiên, vẫn kể như là chứng nhập vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn chỗ này tiêu chuẩn khá rộng. Nhân vương kinh văn, đây là cử ra một tỷ dụ.
Như Vương Kinh là thuộc về Bát Nhã Bộ. Bên trong đây nói về vô sanh pháp nhẫn tiêu chuẩn rất cao, không giống như phía trước chỗ nói đó. Phía trước chỗ nói đó, ngay cả A-la-hán cũng tính như là đã chứng nhập. Nếu như lấy tiêu chuẩn của Kinh Nhân Vương thì không thể được. Vô sanh pháp nhẫn Bồ-Tát, sở vị viễn bất động quán tuệ. Cảnh giới này cao. Viễn là viễn hành địa, tức là thất địa Bồ-Tát. Bất động địa là bát địa Bồ-Tát. Quán tuệ là cửu địa Bồ-Tát. Nơi đây phần tiểu chú của tôi đã chú giải hết cả. Nói một cách khác, lục địa trở lên, trở về trước đều không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn. Bát địa là trung phẩm, cửu địa là thượng phẩm. Trong kinh Nhân Vương tiêu chuẩn này thì là khá cao. Vô sanh pháp nhẫn lại tiếp tục đi lên, gọi là tịch diệt nhẫn. Tịch diệt nhẫn cũng có ba phẩm. Hạ phẩm là Bồ Tát của Pháp Vân Địa, tức là Thập Địa Bồ Tát. Trung phẩm là Đẳng Giác Bồ Tát. Thượng phẩm tức là Phật. Cho nên mỗi bộ kinh nói đó có khác, nhưng quả thật có lối khai hợp khác nhau. Vì dĩ chân chánh tịnh niệm, trừ diệt tà vong trọc tưởng. Đây là lấy tịnh niệm chân thật. Bổn kinh sau cùng đánh thức chúng ta cách tu học cương lĩnh tối quan trọng trong việc niệm Phật, tức là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta, đó là tịnh niệm chân chính. Trừ diệt tà kiến vọng tưởng, trọc tức là nhiễm ô, tâm chúng ta nhiễm ô, tinh thần nhiễm ô, tư tưởng nhiễm ô, kiến giải nhiễm ô, đều gọi là trọc tưởng. Nói một cách khác, chúng ta có những thứ này tồn tại thì niệm của chúng ta bất tịnh. Vậy quý vị sẽ hỏi, cái gì gọi là chân chính tịnh niệm? Tà kiến, vọng tưởng, trọc tưởng, cả thảy đều không còn. Đó tức là chân chính tịnh niệm. Cho nên niệm Phật cương lĩnh tu học không thể không biết, cần phải nắm vững. Chúng ta dụng công cách nào đây? Trong lúc niệm Phật, cái chi cũng đừng nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta rất muốn cái chi cũng đừng nghĩ, mà nó cứ mãi nổi dậy vọng tưởng. Phải làm sao đây? Có số người nói với tôi, lúc tôi không niệm Phật thì chẳng có vọng tưởng, càng niệm thì vọng tưởng càng nhiều. Đây là sự thật. Thật tại mà nói, chẳng phải lúc không niệm chẳng có vọng tưởng. Lúc không niệm, vọng tưởng của anh nhiều như vậy, anh chẳng xét biết được. Khi anh vừa niệm Phật, anh mới phát hiện, thì ra vọng tưởng nhiều như vậy. Tuyệt đối chẳng phải vì niệm Phật vọng tưởng mới đến, vì đây là anh đã nghĩ sai. Bình thường anh sơ suất không lưu ý, bây giờ vừa niệm Phật thì liền chú ý đến, phát hiện được nó, cho thấy rằng vọng niệm thì ra là nhiều như vậy. Phía trước chúng tôi giảng đến lấy phương pháp quán tưởng bốn màu hoa sen để đối trị.
Tôi niệm A-di-đà Phật, nghĩ đến hoa sen xanh, thanh sắc thanh quang. Câu A-di-đà Phật thứ hai, nghĩ đến huỳnh sắc huỳnh quang. Nếu anh nghĩ tưởng được như vậy, thì những vọng tưởng khác sẽ tiêu mất. Đem chỗ có tất cả vọng tưởng để nghĩ tưởng đến một vật. Nghĩ tưởng đến vật gì? Tùy theo cái duyên của quý vị. Có người nghĩ đến bạch hào của Phật. Có người nghĩ đến vô kiến đảnh tướng của Phật. Còn phương pháp này dạy anh nghĩ đến hoa sen. Tóm lại, Tây phương cực lạc thế giới, y chánh trang nghiêm, đều có thể quán tưởng. Anh chỉ cần nghĩ về một vật, dần dần đem nó nghĩ thành thói quen, tức là lấy một niệm, đem tất cả tạp niệm, vọng niệm khác thảy đều đánh tan. Đây là một thủ đoạn, một phương pháp. Mục đích là cần tâm thanh tịnh hiển tiền, là phải thật sự đem thứ tà kiến, vọng tưởng, trọc tưởng này tẩy trừ đi. Đó mới gọi là công phu chân chánh. Nội tưởng bất khởi, ngoài cảnh tự tịch. Đây là công phu chân thật. Bên trong chẳng có vọng tưởng, thì cảnh giới bên ngoài liền thanh tịnh. Anh nhìn cái thế gian bên ngoài, nhìn tất cả người, nhìn tất cả sự, nhìn tất cả vật, anh sẽ cùng cách nhìn trước kia hoàn toàn khác nhau. Tại sao khác nhau? Trước kia quan sát thế gian này quả là ngũ trọc ác thế. Bây giờ cách nhìn cái thế giới này là thế giới thanh tịnh. Có thể thấy rằng cảnh giới bên ngoài quả thật là tùy tâm sở chuyển. Khi tâm đã thanh tịnh, thì không những thân thanh tịnh mà thế giới cũng thanh tịnh. Chúng ta từ chỗ này có thể chứng thật phần trong các kinh Đại Thừa thường nói: nhất thiết pháp duy tâm sở hiện. Nhất thiết pháp duy thức sở biến. Lại nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm thanh tịnh thì tất cả pháp đều tịnh. Tâm nhiễm ô thì tất cả pháp đều ô nhiễm. Tâm là một vật chủ tể. Tâm là then chốt. Chúng ta cần phải nhận thức cho rõ ràng. Nội ngoại pháp không, nhất thiết vô sanh. Đây là vô sanh pháp nhẫn chân thật. Cảnh giới này cần phải là tiêu chuẩn trong kinh Nhân Vương mới có thể hiển hiện ra được. Đó là cảnh giới của thất địa trở lên. Đắc vô sanh nhẫn, hộ vô sanh nhẫn, diệt danh vô diệt nhẫn, vô trụ nhẫn. Trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Do đây có thể biết, thật sự làm được vô trụ sanh tâm, cũng là cảnh giới thất địa trở lên. Một tiết sau cùng, chúng tôi dẫn dụng trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Hoa Nghiêm vâng, vô sanh nhẫn giả, bất kiến hữu thiểu pháp sanh, diệt bất kiến thiểu pháp diệt.
Đoạn này là kinh văn của kinh Hoa Nghiêm, nói rõ hiện tượng của vô sanh pháp nhẫn, cũng tức là chúng ta thường hỏi vô sanh pháp nhẫn dáng vẻ của nó ra sao. Bây giờ mà anh bao giờ mà anh có thể nhìn thấy tận hư không biến pháp giới chẳng có một pháp sanh, cũng chẳng có một pháp diệt, thì anh đã chứng được cảnh giới này. Không sanh không diệt, xin thưa với quý vị, đây mới gọi là chân tướng của sự thật. Chúng ta nhìn thấy tất cả pháp có sanh có diệt, đó là cái huyễn tướng. Cách nhìn ấy là nhìn sai rồi, nhìn nhầm rồi. Tất cả pháp không sanh không diệt, lời nói này rất khó hiểu, rất chẳng dễ tiếp thọ. Tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy trước mắt đó động vật có sanh già bệnh chết, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật tức là địa cầu cũng có thành trụ hoại không. Sao lại nói không sanh không diệt là chân tướng chứ? Thật tại mà nói, chúng ta rất khó tiếp cận hai câu khai thị này của Phật. Tại sao lại khó? Vì chẳng phải cảnh giới trước mắt chúng ta thân chứng. Thật tại mà nói, tâm của chúng ta cùng tâm của Phật Bồ Tát khác nhau. Nguyên nhân tại đâu? Tâm của Phật Bồ Tát là định, là bất động. Còn tâm của chúng ta là động. Một niệm tiếp theo một niệm, từ trước đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Chúng ta dùng đó là tâm sanh diệt. Nhìn thấy cảnh giới tướng bên ngoài là tướng sanh diệt. Tâm của Phật Bồ Tát định rồi, bất động. Nhìn thấy tất cả hiện tượng bên ngoài bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là chân tướng. Tâm bất động là chân tâm. Chân tâm nhìn thấy đó là chân thật tướng. Trong tâm có niệm có thể động được, gọi là vọng tâm. Vọng tâm chỗ thấy cái tướng đó là vọng tướng, tướng hư vọng. Đạo lý là ở chỗ này. Nếu chúng ta tưởng tượng đạo lý này, tin được, tiếp thọ được, thì chúng ta tu định. Đến lúc chúng ta đem tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cả thảy đều xả bỏ hết, thì tâm chúng ta cũng đã định xuống, lại xem vũ trụ nhân sinh. Có phải giống như Phật nói bất sanh bất diệt? Giả như thật sự nhìn thấy bất sanh bất diệt, quả nhiên không sai, chúng ta cũng chứng minh được chân tướng sự thật đích thật là bất sanh bất diệt. Cho nên chỗ lợi ích của Phật pháp chẳng phải nói Phật nói rồi thì bỏ qua cho xong. Phật xưa này chẳng nói lời dối này. Phật nói các con tự thân chứng rồi mới tính. Phật chỉ là đem tự ngài thân chứng cảnh giới ấy nói cho chúng ta biết, khiến cho chính chúng ta hiểu rõ lý luận này, đi theo lý luận này làm cơ sở để thiết thực tu hành. Sớm muộn cũng có một ngày chứng được cảnh giới này. Chính mắt thấy thì đây mới tính.
Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói Phật không độ chúng sanh, tức là đạo lý này. Phật tại sao không độ? Là vì chứng nhập được cảnh giới này là tự anh làm được đấy. Phật chẳng có giúp anh. Phật chẳng qua chỉ đem chân tướng sự thật này nói rõ là do anh tự mình thân chứng đấy thôi. Đây là tự mình độ mình, chẳng phải Phật độ cho mình. Phía dưới kinh văn rất dài, tôi tiết lục ra. Vô sanh, vô lai, ly dục, vô tác, vô nguyện. Mấy cách nói này do nó một tổng kết, tức là không giả. Không là từ trên lý mà nói, từ trên bản thể mà nói, chỗ gọi là vạn pháp dài không, vô diệt, vô tận, vô khứ. Những nói lối giảng này đều là từ trên sự mà nói. Trên sự thì là bất không, sự là có. Sự tuy là có, thể thì là không. Đây là nói ra cho chúng ta chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Sự thì có, thể thì không. Sự này là từ đâu đến? Phật cho nói về vạn pháp nhân duyên sanh, là duyên sanh. Chữ duyên, nếu dùng cách nói hiện nay, tức là do rất nhiều điều kiện nảy sinh những hiện tượng này. Hiện tượng này tuyệt đối chẳng phải do vài điều kiện đơn thuần mà sinh ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu, vô lượng nhân duyên. Bất cứ một pháp nào hưng khởi đều là vô lượng nhân duyên. Quyết chẳng phải đơn thuần như vậy. Đã là do nhân duyên sanh ra thì chẳng có tự thể. Chẳng có tự thể, tự thể là không. Cho nên Phật Pháp nói không là từ trên thể mà nói không. Chẳng xem như chữ vô để giảng. Không là hữu. Nếu là nói vô, trong vô không thể sanh ra hữu. Cho nên chữ không này chẳng xem như chữ vô để giảng. Tại sao nói là không? Vì là lục căn của chúng ta không tiếp xúc đến được, mắt chẳng thấy được, tai cũng chẳng nghe được, mũi cũng chẳng ngửi được, thân thể tiếp xúc chẳng đến, trong tâm cũng không nghĩ đến. Tốt nhất chỉ gọi nó là không, nó là thật có, thật sự tồn tại. Cho nên hữu, nếu gặp được duyên, nó có thể biến hiện. Có thể biến hiện thành vạn pháp, cây là gọi là bất không. Nếu đem chân tướng sự thật này hiểu rõ rồi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ tự tại. Tự tại ở chỗ nào? Chúng ta dùng trung. Phật Pháp gọi là trung đạo. Biết dùng trung. Dùng trung là sao? Đã chẳng nghiêng về thể không, cũng chẳng nghiêng về giả tướng. Vì thì cuộc sống của anh sẽ được tự tại, thật sự vui sướng. Nhà nho cũng hiểu, cũng biết. Tuy nhiên nhà nho nói đó chẳng bằng Phật Pháp thấu triệt như vậy. Nhà nho gọi là trung dung. Quý vị xem, Tô Hy soạn bộ tứ thơ. Tôi đối với chiêu này của Ngài, tôi bội phục đến năm vóc gieo xuống đất. Tô Hy là người đời Tống. Ngài cũng là một người học Phật,
nơi trong Phật môn Ngài thật sự hạ nhiều công phu. Ngài soạn tứ thơ, tôi chẳng có chứng cứ nên chẳng dám khẳng định. Tuy nhiên, tôi hay thường nghĩ Ngài nhất định đã nhận sự khải thị của Hoa Nghiêm. Vì cách kết cấu của tứ thơ cùng kinh Hoa Nghiêm vô cùng tương tự, linh cảm của Ngài nhất định là có nơi xuất xứ. Kinh Lăng Nghiêm nét đặc sắc lớn nhất là có lý luận, có phương pháp, còn kèm theo biểu diễn. Thiên tài đồng tử 53 tham, tức là biểu diễn, đem lý luận, phương pháp ứng dụng vào trong cuộc sống ngày thường, làm ra cho chúng ta xem. Cho nên Hoa Nghiêm trong tất cả kinh, nó là một bộ đại kinh viên mãn nhất. Cách cấu kết của tứ thơ cũng như vậy. Trung dung là lý luận, đại hợp là phương pháp, luận ngữ mạnh tử là biểu diễn. Luận ngữ là Khổng Lão Phu Tử ghi lại cuộc đời của Khổng Lão Phu Tử, xử sự đối người tiếp vật. Mạnh tử đại biểu cho hiền nhân, thánh hiền làm cách nào đem lý luận của Trung Dung, đại học ứng dụng vào trong cuộc sống ngày thường của chính mình, tuyệt diệu không thể tả nổi. Điều kèm theo biểu diễn, đây là nó hết sức giống với Hoa Nghiêm. Đều biết dùng trung. Trong luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử một đời vì người xử sự tiếp Phật, Ngài đều giữ lấy con đường trung dung. Chỗ gọi là chí trung hòa. Ngài lại nói rõ cho chúng ta, lễ chi dụng, hòa vi quý. Duy chỉ có bằng trung, bằng hòa, thì cuộc sống sẽ được tự tại. Thật sự đạt được hạnh phúc mỹ mãn. Cách giáo học này, vì nền giáo dục thời cổ Trung Quốc kết nạp thành một lý niệm trung tâm. Cho nên khi chúng ta đến Bắc Kinh đi xem Hoàng Cung, trong Hoàng Cung có ba vật kiến trúc chủ yếu nhất là ba ngôi đại điện, gọi là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Giờ đây mới biết thời xưa các vị đế vương lấy gì để trị vì thiên hạ là lấy hòa. Đến lúc nào đó bất hòa thì là mất nước. Lúc nào hòa được thì quốc gia họ sẽ cường thịnh nhất. Thật sự làm được chí trung hòa thì nước cường thịnh, cho nên có câu gia hòa vạn sự hưng. Trong một nước mà trên dưới hòa một được thì nước này làm sao chẳng hưng vượng chứ. Chúng ta hãy xem ngược dòng lịch sử. Cuối năm triều nhà Thanh bất hòa, bên trong bất hòa, bên ngoài cũng bất hòa, triều đình và dân gian đều bất hòa, dẫn đến mất nước. Một gia đình cùng một quốc gia cho đến thế giới đều không ra khỏi ly cấu. Cấu là ô nhiễm. Chúng ta ngày nay nói đến bảo vệ hoàn cảnh, nhưng chỉ nói đến vật chất, chẳng nói đến tinh thần, chẳng nói đến tâm lý. Làm thế nào mới bảo vệ được sự ô nhiễm của tâm lý? Tức là ly cấu, vô biệt là không phân biệt, vô xứ,
tịch tịnh, vô trụ, đây đều là không bất không. Những cách khuyên bảo này là dạy cho chúng ta dùng trung, đã chẳng nghiêng về lý không, cũng chẳng nghiêng về giả tướng. Anh có thể đạt được kỳ trung, không, bất không, là thật tướng của lý và sự, không là chân tướng của lý, bất không là chân tướng của sự. Quy tài dụng trung giả, anh có thể đạt được trung thì là giải thoát, thì là tự tại vậy. Cho nên quý ở chỗ biết dùng trung. Hôm nay thời gian